ăn cả nhà ơi, cứ ăn cả nhà ơi, để làm kéo nó ghi mạnh đó. Đó đó, cứ ăn nữa cả nhà ơi, đó đó đó, lụm nè con, rồi rồi. Hello, Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay Lâm tiếp tục đi lên sông Bé để tìm những con cá lớn còn sót lại cái mùa lũ vừa rồi đó cả nhà. Thì nói chung thì mấy video rồi cũng chưa có được thất bại quá cả nhà ơi, nên là Lâm cũng không từ bỏ, nên là cứ cố gắng luôn cả nhà. Thì mình cũng nói chung là đi câu chủ yếu để cầu mai rồi thôi. Thì hôm nay Lâm lại tới một điểm cầu mới nữa cả nhà. Thì Lâm cũng mới dọn bãi xong rồi, thì Lâm xuống hết 4 cần sung nha cả nhà. Hôm nay Lâm câu sung, thì Lâm mới có khoét cái lỗ bên kia nữa. Bên kia cũng có bãi rồi nhưng mà nó hơi chật, Lâm khoét khoét cho nó rộng rộng ra. Thì bên kia thì Lâm để Lâm câu sung nha cả nhà. Ủa, câu cám nha. Quá mệt cả nhà ơi. Thì nói chung mình làm cái gì mà phải có quyết tâm mới được cả nhà. Thì là nói chung thì thất bại thì thất bại, nhưng mà Lâm cũng quyết tâm cả nhà ơi, cố gắng để tìm kiếm những cái video nó đẹp, nó hấp dẫn cho cả nhà mình xem nha. Rồi, chúc cả nhà mình ngày mới thật nhiều sức khỏe nha cả nhà, và vạn sự bình an nha. Lâm chúc cả nhà một ngày mới gặt hái nhiều thành công nha. Chúc anh em cần thủ được một ngày câu cá bội thu nha. Rồi để Lâm quay sơ cái bãi câu cho cả nhà mình xem nha. Đây, thì hôm nay nước khá là im, nước chảy khá là chậm đó cả nhà. Đó, nhà thấy không? Thì hôm nay Lâm đi câu với em Sơn, với hai đứa đệ tử nữa cả nhà. Thì câu đằng cái cây đó đó, đó hai cái cây dè ra đó. Thì Lâm lại đây. Thì cái chỗ này Lâm cũng mới chặt, Lâm cũng mới dọn cái đường xuống rồi. Thì có đường mòn nhỏ xíu rồi. Thôi Lâm chặt, Lâm dọn xuống rồi nha. Nó thì dưới này Lâm xuống 4 cây sung. Đó 1 cây, ở đây 2 cây. Thì Lâm xuống Lâm ngâm đây. Lâm cũng tranh thủ bóp mớ cám để Lâm qua cái góc bên này nè. Đó cái góc chỗ cái cây cao cao đó. Đó cái góc đó Lâm quăng ở đó kiếm cá mè nha cả nhà. Thì cá gì nó ăn thì nó gán chịu thôi. chứ biết làm sao giờ. Thì cái đoạn sông này khá là rộng. Thì hôm nay Lâm kiếm được cái bãi này thì xuống dưới này, nó đứng dưới này cũng ngon quá cả nhà. Thì Lâm xuống nó 4 cần rồi. Tranh thủ xuống, tại vì tới đây thì cũng 8 giờ mấy rồi cả nhà. Trời nắng lên nè. Hy vọng hôm nay có cái video đẹp đẹp cho cả nhà mình xem nha. Lâm cũng cố gắng dữ lắm rồi. Thì ở đây nó mát lắm nha cả nhà. Ở phía trên này là nguyên một cái vườn cao su. Đó. Có câu đằng kia thì nó mát hơn. Cái bãi mà Lâm chuẩn bị câu cám nè. Thì nó bị vướng sợi dây rồi. Cả nhà thấy không? Để Lâm zoom lên cho. Đó, thấy vậy, sợi dây xanh không? Thì sợi dây đó thì nó bị vướng rồi cả nhà. Nên là Lâm chỉ câu 2 cây đó thôi, câu cám thôi. Còn đằng này Lâm ngâm sung cả nhà. Để Lâm quay cái đường đi lên cho cả nhà xem nha. Hôm nay em Sơn rảnh rồi, Lâm dẫn đi. Cũng lâu cả tháng ngoài nè, không đi câu, nó ghiền dữ lắm rồi cả nhà. Đó. Thì xe đậu đằng đó đó, nó. Thì ở chỗ đó thì Lâm xuống cần cám luôn.
Điện tí nữa này, nói chung cần sung thì mình phải ngồi túc trực nha cả nhà. Ngâm thì ngâm nhưng phải ngồi túc trực. Còn cám thì nó cứ len ten đó, mình chạy lại mình kéo cũng được. Còn sung là phải trực chiến. Trực chiến ngồi đó. Đây. Đồ để trên này đi, đừng đem xuống. Đem xuống nữa vác lên mệt lắm ạ. Như cả nhà thấy không? Làm đi một lần giữ dằn đồ lắm chứ không phải ít đâu, bởi vì nó mệt dữ lắm. Đi có mình đó. Nói cả nhà thấy không? Làm xuống đây quay luôn. Làm xuống quay cái bãi này cho cả nhà xem nha. Ây da. Tí xíu té rồi cả nhà. Đây, chỗ Lâm chuẩn bị câu cám đây. Nè, cả nhà thấy sợi dây không? Câu ở đây cũng được. Câu ở đây thì nó mát á, nhưng mà Lâm muốn lại đằng kia hơn. Lại đằng cái cua đó. Đó. Cá ục dữ lắm nha cả nhà. Lâm ngâm đằng đó đi. Xung điện hồi lại ngồi với nó chứ. Đằng có gì mình xử lý cho nhanh. Còn cám thì Lâm câu ở đây nha cả nhà. Cảnh cũng bãi câu với dòng sông êm đềm. Bãi câu thì cũng khá là đẹp nha cả nhà. Nè. Ở đây ở chỗ này anh em câu 4 5 cân cũng được, quăng gần đấy. Còn Lâm không thích quăng gần. Nên Lâm dời nó đằng kia đi. Ở đây Lâm câu cám. Đặng mình kéo lại gai. Chứ ngồi chờ sung thì nó chờ sung cũng thì nó lâu lắm cả nhà ơi. À, thấy không? Ngồi trên này dòm xe trên kia luôn, nó xe làm để đó. Rồi cả nhà xem video nhớ ủng hộ Lâm một like và một đăng ký nha cả nhà, để Lâm có động lực nhiều video chia sẻ cả nhà mình xem nha. Rồi thì bây giờ Lâm cũng mời tất cả cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo dõi video của Lâm nha. Cần cám cá ăn cái này. Thôi. Đây. Dính này. Để mình kéo cái nhà xem ha. Cái bìa bên này nè. Thấy nó kéo rồi. Thôi, không có chỗ để máy cả nhà. Dốc quá. Xíu à. Xíu rồi nha, có nhớ rồi anh. Có nhớ rồi.
dính nước rồi nè. Sướng chưa? Hai cần hai con luôn. Con này trọng trọng mà cả nhà ơi. Ồ mày dính chà bá luôn. Quá trời đã. Hàng chưa thấy nó gỉ quá trời gỉ luôn. Ui trời. Sướng quá sướng cả nhà ơi. Bự hơn bằng tay nữa. Ôi con nè. Nó thịt đã. Ôi đá cái nào ơi. Hết biết sướng. Cây nèn nữa cả nhà, là mới kéo cây kia cây nèn nữa. Nhỏ nhỏ nhỉ. Cá ăn cả nhà ơi. Cá ăn cả nhà ơi. Để làm kéo, nó ghi mạnh lắm. Đó đó. Con này cũng nhỏ cả nha. Cũng được. Cũng được cả nhà. Mười hơn bán tay. Trời ơi. Tưởng nó con cá bự dữ. Cá ăn nữa nhà ơi, đó đó đó. Lụm nè con. Rồi rồi.
nhỏ xíu mà làm ghê. Cá là bán tay cả nhà. Bán tay. Nắng quá làm bỏ cái nón trên kia. Cá nữa cả nhà ơi. Mới rị mới rị. Đó 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 đó. Lụm. Mình lấy nón chứ quá nắng này cả nhà ơi. Nè, bốn con tay. Đó đó cá ăn này cả nhà ơi. Để xong kéo cả nhà dính này. Cá nhỏ à. Móc về nè, kéo lên nặng mà tưởng con cá bự luôn. Cá này cũng trọng nha cả nhà. Bốn con tay á. Hết sức đã. Cá nữa cả nhà, cái bìa nữa cả nhà. Cây nó mới kéo rồi đâm quăng mồi xuống rồi giờ đang ăn nữa. Kéo đi. Hình thân này. Cái bìa này cá ăn cả nhà ơi. Đó, đó, đó. Dính này. Dùng dây. Cái bìa đó là nãy nó kéo con cá rồi nín thinh luôn. Xong qua đây cái đi. Ăn cây bên đây. Để Lâm chờ chút xíu rồi, cái cây nó nếu mà nó nhịp nữa thì Lâm kéo lên. Cá ăn nữa cả nhà ơi. Nắng quá nắng Lâm để cái máy xích lên trên này chút. Để Lâm kéo nè. Đó nó, cái bìa đó.
nên tiếp tục cả nhà. Bàn sai. Được. Ăn đó nhà ơi, cái bia này nè. Cá ăn cả nhà ơi. Cây đó đây. Làm bây giờ Lâm phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng rồi cả nhà ơi. Chứ sung giờ nó không ăn cả nhà. Giờ Lâm dời qua đây hết rồi cả nhà, 6 cây Lâm câu bên đây hết rồi. Quá khứ trận này nắng quá nắng cả nhà. Đó đó đó, nhà thấy nó gỉ không? Để Lâm kéo nha. Nó em rồi em ơi. Sáng giờ mới có đựng con cá sấu.
đó, cái ăn, cái ăn, cái ăn cả nhà ơi. Lâm phải che mặt chứ chịu hết nổi rồi cả nhà, nóng quá nóng. Nha. Dãnh bự nha cả nhà. Cái bìa cá nữa nha cả nhà ơi, gửi mạnh lắm, để lên xuống lên kéo nha, dẹp nó cắm đi luôn. Gửi mạnh lắm luôn. Quá đã nhà ơi, thì bá luôn. Cái này ăn nè. Kéo lên đang ngồi sớm mấy cái lưỡi câu khu vực này thì Lâm thấy sáng giờ nó ít dướng lắm cả nhà. Chào quá trời luôn à, không có đếm xỉa gì tới mồi.
cá bự nha cả nhà. Cái ăn rồi nha ơi. Đó đó đó. Cái đen đó. Ha. Để tôi xuống luôn kéo nè. Đó đó đó. Ui. Tay bự không à, cái dàn bìa cá ăn đó nha, để tâm kéo qua sao nó bị dùng dây rồi, dùng dây rồi. Cá ăn cái nhà đó đó đó, để làm zoom lên cho cả nhà xem nha. Cá nhỏ rồi, trời bắt đầu mát rồi.
Đúng. Rồi cả nhà ơi, giờ chiều rồi, Lâm cuốn câu về cả nhà. Thì hiện tại cũng 5 giờ mấy rồi cả nhà ơi. Thì Lâm câu Lâm cuốn hết rồi. Bây giờ Lâm quay cá cho cả nhà xem nha. Tranh thủ về để trời lúc này nó mau tối lắm cả nhà. Lây quay là tối thui. Thì ở đây người ta giăng câu nhiều lắm cả nhà, nên là cá nó nhát lắm cả nhà ơi. Mấy cọng dây xanh này nè là người ta giăng câu ngầm dưới á, câu ngầm dưới đáy á, nên là khúc này nhiều lắm cả nhà ơi, câu giăng nhiều lắm, nên là Lâm nghĩ là cá nó nhát rồi nó không ăn cả nhà ơi. Rồi giờ Lâm quay cá hôm nay Lâm câu được cho cả nhà xem nha. Ui quá trời khủng đó nha, con mày dảnh bằng muốn bằng bằng chân cho Lâm luôn. Ừ, như vậy chắc cũng 3-4 kg cả nhà. Nè, cá bự bự không à. Ôi ôi, nay Lâm được con cá mà dánh khủng luôn. Cá mà dánh này chắc bằng bằng giò lắm luôn nè. Nè, thấy không? Quá trời kéo lên đã. Húi bự luôn cả nhà ơi. Đó, thấy không? Ôi, trần dần luôn. Rồi, ấm rồi nha. Đều đều gì cũng 4 kg không biết đâu. 4-5 kg không biết đâu. Nhiều lắm, cá bự không à. Rồi, Lâm cũng xin phép cả nhà cho Lâm khép lại video nha. Tại vì trời nó cũng tối cả nhà ơi. Thì hôm nay câu mồi sung thì lại là thất bại nữa rồi. Nên là Lâm lấy cám ra câu cả nha. Thôi Lâm cũng xin chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn mình buổi chiều vui vẻ nha. Cả nhà xem video thấy hay thì nhớ ủng hộ Lâm một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Để Lâm có động lực ra nhiều video chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Rồi Lâm chào cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Lâm nha.